Thiên Nga bóng đêm tập 5, Seo Ye-ji gây ấn tượng với hình ảnh đầy kịch tính. Vậy là Thiên Nga bóng đêm đã chính thức lên sóng sau khoảng thời gian làm khán giả sốt trần trần vì những màn nhá hàng về cốt truyện kịch tính cùng diễn xuất ấn tượng của Seo Ye-ji. Và sau hai tập đầu của phim, những gì mà người xem có thể cảm nhận được còn nhiều hơn thế. Thiên Nga bóng đêm, phim dễ đoán. Nhưng kết cục của nhân vật thì không. Câu chuyện phim Thiên Nga bóng đêm, Ever, khởi nguồn từ khi Han Pang-ro, cựu thủ tướng Hàn Quốc nổi lòng tham với công ty của Lee Tae-jung, người được mệnh danh là Bill Gates của ngành công nghiệp bán dẫn. Nhằm chiếm đoạt tài sản của Tae-jung, ông ta đã nhẫn tâm cho người tra tấn rồi sát hại người này. Điều đáng nói nhất ở đây, Lee Ra-eul, Seo Ye-ji, đã phải chứng kiến tất cả kể từ khi còn là một cô bé tuổi teen. Để bảo đảm an toàn, Ra-eul phải chuyển sang Mỹ sinh sống và như thể hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian. Thế nhưng 13 năm sau, cô từ Mỹ quay trở về Hàn Quốc và tìm cách thâm nhập vào giới thượng lưu để trả thù những kẻ từng gây ra bi kịch cho gia đình mình. Thực tế với mô típ phim báo thù như Thiên Nga bóng đêm, kết phim không hề khó đoán. Những kẻ làm điều ác như Han Pang-ro cùng tay sai chắc chắn sẽ phải đền tội. Thế nhưng kết cục cho các nhân vật khác thì không. Thời điểm trở về Hàn Quốc và tiến hành kế hoạch báo thù, Lee Ra-eul không chỉ có một mình mà còn có con gái cùng với chồng tên Jang Jin-wook. Để tiến hành âm mưu trả thù của mình, Lee Ra-eul buộc phải nắm giữ trái tim của Kang Jung-kyung, chủ tịch Lee Group, con rể của Han Pang-ro. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô phải phản bội Jin-wook. Điều đáng nói ở đây là Jin-wook lại làm trong Lee Group. Thế nên nếu giữa Ra-eul và Jung-kyung có gì đó, sớm muộn một ngày Jin-wook cũng phát hiện. Một khi hôn nhân của hai người đổ vỡ, đó không chỉ là câu chuyện của Ra-eul cùng Jin-wook mà còn ảnh hưởng tới cô con gái Bo-ram. Liệu khi đặt việc báo thù và hạnh phúc gia đình hiện tại lên bàn cân, Lee Ra-eul sẽ chọn lựa ra sao? Và sau tất cả, ngọn lửa thù hận trong tim sẽ đưa cô về đâu khi mà để lật đổ đế chế của Han Pang-ro? Cái giá phải trả hứa hẹn sẽ cực kỳ lớn. Một nhân vật khác mà chúng ta cũng rất khó đoán được về sau anh ta sẽ như thế nào, đó là Seo Eun-pyeong, Lee Sang-ji-ok. Nhân vật này mang trong mình một trái tim chính nghĩa cùng tình yêu nhiệt thành đối với Lee Ra-eul. Anh ta sẵn sàng đưa sự nghiệp chính trị đầy hứa hẹn của mình vào nguy hiểm để đồng hành với Ra-eul. Tuy nhiên sau tất cả, tình yêu đơn phương mà anh cất giữ sẽ ra sao khi mà Ra-eul đã có gia đình? Và đáng nói hơn, trái tim cô tràn ngập dục vọng trả thù và có rất ít chỗ cho tình yêu mơ mộng. Diễn xuất tuyệt vời của các nhân vật trong Thiên Nga bóng đêm. Sau hai tập đầu tiên, Thiên Nga bóng đêm vẫn đang khiến người xem phải nổi da gà vì diễn xuất của các diễn viên quá ấn tượng. Thực lực của Seo Ye-ji là điều ai cũng biết. Những hình ảnh của cô với vai diễn Lee Ra-eul đầy gai góc cũng đã được chia sẻ rất nhiều kể từ khi phim công bố trailer. Thế nhưng song song với đó, những diễn viên còn lại, từ nhân vật chính đến nhân vật phụ cũng đều thực hiện cực tốt nhiệm vụ của mình. Đầu tiên là Park Bi-un Eun, anh quá thành công trong các phân cảnh Kang Jung-kyung bị mê hoặc bởi sự quyến rũ mà Lee Ra-eul tỏa ra. Không chỉ vậy, nét bất lực trên gương mặt của một ông chồng ít tiếng nói trong gia đình cũng được anh thể rất chân thật. Trong phim, Kang Jung-kyung dù là chủ tịch của Lee Group nhưng vẫn luôn ở thế cửa dưới trước mặt gia đình vợ. Tiếp đến là Ju Sung trong vai Han So-ra, con gái của Han Pang-ro. Nếu từng xem Mother of Mine, nguyên tác của Thương Ngày Nắng Về, bạn sẽ phải ngạc nhiên khi thấy một Han So-ra tràn đầy kiêu hãnh, dục vọng, luôn khắc nghiệt với người khác nhưng lại luôn sợ hãi người cha độc tài của mình. Đây là hình mẫu khác biệt hoàn toàn so với Kang Mi-sung, một cô con dâu khổ đủ đường vì mẹ chồng tai quái và ông chồng trẻ con. Ngoài ra, không thể không dành lời khen cho đạo diễn Park Bong-suk vì đã chọn Lee Sang-ji-ok cho vai Seo Eun-pyeong. Ngôi sao sinh năm 1983 trong Chính Nghĩa và Nhân Văn ra mặt. Hơn nữa, anh còn thể hiện được một nét yếu đuối nhẹ trong ánh mắt. Nhờ thế, khán giả sẽ cảm nhận được rõ hơn về một chính trị gia tài giỏi, sở hữu tương lai sáng lạn nhưng lại sẵn sàng đánh đổi vì tình yêu cho một bông hồng có gai. Cuối cùng, sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhắc tới Kim Ji-an. Dù còn ít tuổi, thế nhưng Ji-a đã tái hiện một cách cực kỳ chân thực sự căm thù, phẫn nộ mà Lee Ra-eul phải trải qua năm 13 tuổi. Âm thanh ấn tượng khơi gợi cảm xúc cho khán giả. Bên cạnh phần nhìn, Thiên Nga bóng đêm cũng rất chăm chút cho phần tiếng. Âm nhạc được lồng vào lúc chậm rãi, lúc dồn dập vào bối cảnh. Tâm trạng nhân vật đã góp phần lớn trong việc khơi gợi cảm xúc cho khán giả, đồng thời tạo nên một bầu không khí u ám. Bí ẩn cho phim, chúng ta chưa thể khẳng định Thiên Nga bóng đêm có phải một siêu phẩm hay không. Nhưng cho đến lúc này, bộ phim đang cho thấy rằng nó được đầu tư một cách công phu, tâm huyết và xứng đáng để khán giả dành thời gian trải nghiệm. Ồn ào nói dối, thao túng bạn trai, nghi vấn thẩm mỹ chẳng thấm vào đâu so với vụ ồn ào mà Seo Ye-ji dính vào hồi tháng 4 năm 2021. Đó là vụ ồn ào về việc Seo Ye-ji thao túng bạn trai cũ là Kim Jung-hyun. Vụ việc bắt đầu từ việc công chúng đào mộ khoảnh khắc Kim Jung-hyun có thái độ khó chịu với bạn diễn là Se-hyun.
trong đó, có thông tin tiết lộ rằng, lúc quay phim Kim Jung Hyun đã lau tay ngay sau khi chạm vào Sehun, khiến bạn diễn bật khóc. Ngay cả trong cảnh làm đám cưới, Kim Jung Hyun cũng không hề nắm tay Sehun, khiến cảnh phim trông rất kỳ cục. Thế nhưng, sau đó trang sang tin số 1 xứ Hàn là Dispatch được cho là tung bài viết như để bên vực Kim Jung Hyun. Trang Dispatch tung ra các ảnh chụp tin nhắn chứng minh người bạn gái cũ là Seo Ye-ji đã yêu cầu nam diễn viên không được đóng cảnh tình cảm với bạn diễn. Trong các tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội, nàng điên nữ nhiều lần yêu cầu bạn trai không được đóng cảnh tình cảm hay chạm vào bạn diễn, phải cư xử thật lạnh lùng, thô lỗ với nhân viên trên trường quay, lờ đi khi được chào hỏi. Thậm chí, qua đoạn tin nhắn, công chúng còn thấy được việc Seo Ye-ji ép Kim Jung Hyun yêu cầu đoàn phim sửa kịch bản để loại bỏ các cảnh tình cảm, đồng thời yêu cầu anh gửi video chứng minh bản thân đã hành xử như cô nói. Sau loạt thông tin bóc phốt, phía công ty quản lý Gold Medalist của Seo Ye-ji đã phải lên tiếng. Phía Seo Ye-ji thừa nhận tin nhắn bị lộ là cuộc trò chuyện giữa nữ diễn viên và Kim Jung Hyun nhưng đã bị cắt ghép gây bất lợi. Ngoài ra, công ty cũng phủ nhận việc Seo Ye-ji thao túng Kim Jung Hyun và cho rằng đó chỉ là câu đùa của những cặp đôi đang yêu. Thế nhưng lời giải thích từ phía công ty Seo Ye-ji lại chẳng nhận được sự ủng hộ hay tin tưởng từ công chúng. Hậu quả lớn nhất của vụ ồn ào này gây ra chính là việc Seo Ye-ji từ một ngôi sao đang lên thành diễn viên bị ghét và mất vai trong dự án phim Talent. Tưởng chừng câu chuyện tới đó là dừng nhưng sau đó trên mạng lại xuất hiện bài viết bóc phốt việc Seo Ye-ji nói dối. Câu chuyện bắt nguồn từ một người bạn cũ của Seo Ye-ji lúc du học bên Tây Ban Nha. Trong bài viết, người này tố Seo Ye-ji giả tạo, chẳng những không vào được đại học, còn đi lừa tiền. Người này đã đính kèm những hình ảnh chụp chung với Seo Ye-ji làm bằng chứng. Trong bài đăng tố cáo, bạn cũ của Seo Ye-ji cho biết nữ diễn viên trông bên ngoài có vẻ tốt bụng, thế nhưng tất cả chỉ là giả vờ. Người này tiết lộ rằng Seo Ye-ji thường xuyên giả vờ tốt trước mặt bạn nhưng ở sau lại nói xấu, thậm chí chửi đối phương. Thậm chí, người này còn nói rằng ở Madrid đều biết Seo Ye-ji không vào được đại học. Người này còn tiết lộ chuyện bị Seo Ye-ji lừa tiền, tôi sống ở Tây Ban Nha nhiều năm nên không hiểu về văn hóa Hàn Quốc. Cô ấy bảo ở Hàn, bạn thân thường chia sẻ mật khẩu tài khoản ngân hàng cho nhau, rồi cô ấy hỏi mật khẩu của tôi. Cô ấy hỏi nhiều quá nên tôi đành nói ra. Seo Ye-ji đã dùng số tiền đó để bay tới Barcelona và không bao giờ trả lại. Khi tôi liên lạc, cô ấy dở giọng bề trên, nếu ở Hàn Quốc thì cô sẽ chẳng dám nhìn chằm chằm vào tôi như thế đâu. Đối với những lời tố cáo này, phía Seo Ye-ji lại hoàn toàn im lặng. Sau đó, Seo Ye-ji cũng ở ẩn trên mọi mặt trận. Ngay cả trang cá nhân cũng không hoạt động. Nhân vật nữ chính trong